Tài trí kiệt xuất, Tần Thủy Hoàng đăng cơ làm Tần Vương khi mới 13 tuổi. Do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính, sau khi đích thân trị vì, ông đã tiêu diệt 6 nước và tự xưng là Thủy Hoàng đế, tức vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng ít ai biết được rằng, ông cũng có một hành trình lên ngôi đầy biến cố, theo tác giả Trung Thành. Tần Thủy Hoàng sinh năm 259 trước Công Nguyên, mất năm 210 trước Công Nguyên, tên thật là Doanh Chính hay còn có tên gọi khác là Triệu Chính, là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc. Năm 13 tuổi, Doanh Chính đăng cơ làm Tần Vương do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính. Sau khi đích thân trị vì, ông đã tự xưng là Thủy Hoàng đế và tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, tại vị 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm, xưng đế sau thời gian thống nhất 12 năm. Năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời vì bệnh ở tuổi 49. Ông là người đã đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc phong kiến tập quyền Trung Hoa, kéo dài mãi đến khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1912. Sau khi thống nhất Trung Hoa, ông và Thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt cải cách lớn về kinh tế và chính trị, bao gồm thiết lập hệ thống quan lại nắm quyền ở địa phương do triều đình chỉ định thay vì phân chia ban tước cho các quý tộc như trước kia, cho phép nông dân sở hữu đất, thống nhất hệ thống đo lường, tiền tệ, đi lại, đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ. Ông đã ban hành nhiều đại dự án, bao gồm việc xây dựng Trường Thành ở phía Bắc, đặt nền móng cho vạn lý Trường Thành, Kinh Linh Cử, Cung A Phòng, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được bảo vệ bởi đội quân đất Nung, chinh phục phương Nam để mở rộng lãnh thổ. Những chính sách này đặt nền móng lâu dài cho đất nước Trung Hoa rộng lớn. Trong truyền thống biên soạn lịch sử Trung Quốc thời phong kiến, Tần Thủy Hoàng luôn được miêu tả như một vị vua tàn bạo, người bị ám ảnh bởi các vụ ám sát. Sau này, ông bị các nhà sử học Khổng giáo lên án việc ông đốt sách và chôn sống nho sĩ. Họ cuối cùng đã biên danh 10 tội ác của Tần để làm nổi bật hành động bạo ngược của Thủy Hoàng. Chưa nói tới việc bị ám sát tới 3 lần, Tần Thủy Hoàng đã có một hành trình lên ngôi đầy gian nan. Và nó gian nan như thế nào? Tần Thủy Hoàng là con trai trưởng của Tần Trang Tương Vương, tên thật là Doanh Dị Nhân, hay sau này còn có tên khác là Tử Sở, và mẹ là Triệu Cơ, người Hàm Đan nước Triệu. Do mẹ của Trang Tương Vương là Hạ Cơ không được thái tử yêu, nên Dị Nhân phải làm con tin của Tần ở nước Triệu. Và cũng tại nước Triệu, Dị Nhân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Lã Bất Vi, vốn là một thương nhân nước Vệ trong âm mưu buôn vua bán chúa. Lã Bất Vi có một người tiểu thiếp tên là Triệu Cơ, dung mạo xinh đẹp, lại có tài ca múa, đàn hát. Biết Dị Nhân phải lòng Triệu Cơ, Lã Bất Vi đã dâng Triệu Cơ cho công tử nước Tần này. Không lâu sau, Triệu Cơ mang thai và sinh ra Doanh Chính, tức là Tần Thủy Hoàng sau này. Năm 257 trước Công Nguyên, tức 2 năm sau khi Doanh Chính ra đời, nước Triệu bị nước Tần vây đô thành Hàm Đan. Và trong lúc cùng quẫn, nước Triệu đã muốn giết Dị Nhân để trút giận, nhưng may mắn thay được Lã Bất Vi lập kế chạy thoát về nước Tần. Tuy nhiên Triệu Cơ và Doanh Chính không kịp trốn theo, phải ở lại nước Triệu. Nước Triệu lúc này muốn giết cả hai mẹ con, nhưng thật may là cả hai đều đã trốn thoát. Họ phải lẩn trốn trong dân gian suốt 7 năm trời đằng đẵng, chịu đủ đắng cay tủi nhục, và Doanh Chính liên tục bị mọi người bắt nạt. Sau khi Doanh Chính trở về Tần Quốc và lên ngôi vua, ông đã chinh phạt 6 nước chư hầu. Khi tới nước Triệu, Doanh Chính đã tìm kiếm và giết chết những người đã bắt nạt ông hồi nhỏ. Doanh Chính cùng mẹ trở về Tần, ông được phong làm thế tử. Tuy nhiên lúc này Doanh Chính vẫn bị một số quan lại trong triều phản đối vì cho rằng ông không phải là máu mủ của Tần Trang Tương Vương mà là con trai của Lã Bất Vi. Bởi lẽ trước khi Triệu Cơ trở thành phu nhân của Tần Trang Tương Vương, bà là một tiểu thiếp trong phủ của Lã Bất Vi. Nhiều người cho rằng Triệu Cơ đã mang thai trước khi bà được Lã Bất Vi dâng cho Tần Trang Tương Vương. Cái thai được giấu kín để đủ tháng sinh và đặt tên là Chính, tức là Tần Thủy Hoàng sau này. Tuy nhiên một bộ phận lớn triều thần nước Tần vẫn tin vào việc Doanh Chính là con của Tần Trang Tương Vương và hết lòng ủng hộ Doanh Chính trước sau như một. Trang Tương Vương lên ngôi được 3 năm thì qua đời, thế tử Doanh Chính lên ngôi Tần Vương. Triệu Cơ trở thành Vương Thái Hậu. Khi Tần Vương Doanh Chính còn nhỏ tuổi, Triệu Cơ nối lại tình xưa với Lã Bất Vi và thường xuyên lén lút tư thông với ông. Về sau khi Tần Vương đã lớn, Lã Bất Vi sợ sẽ mang vạ nên bèn sai lao ái giả làm hoạn quan rồi dâng lên cho Triệu Cơ. Từ đó Triệu Cơ và Lao Ái thông dâm với nhau, sinh được 2 người con trai. Lao Ái đem 2 đứa con giấu đi, định lập mưu đợi Tần Thủy Hoàng chết thì lập con hắn làm vua. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng sau đó đã phát giác ra sự việc này và tru di gia tộc Lao Ái cùng với 2 đứa con riêng của mẹ, đồng thời ra lệnh giam lỏng bà.
Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng thật nực cười khi nói một ông vua có quá nhiều phụ nữ trong cuộc đời là một nỗi bi thảm. Tuy nhiên điều này lại đúng với Tần Thủy Hoàng, bởi lẽ từ khi lên ngôi vua, ông không hề lập hậu. Mặc dù đã qua với hàng nghìn người phụ nữ, nhưng ông không có nổi một tình yêu chân thành. Không chỉ trong các tài liệu lịch sử mà ngay cả trong những khám phá khảo cổ học sau này cũng cho thấy lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chỉ có thi thể của một mình ông. Khi còn sống không có một người phụ nữ nào thật lòng đối đãi với mình, khi chết cũng nằm lạnh lẽo một mình. Từ khi Tần Thủy Hoàng lập quốc, phong trào phản kháng diễn ra vô cùng mạnh mẽ, khiến ông luôn lo lắng bất an. Do đó Tần Thủy Hoàng thường xuyên đi khắp đất nước để thưởng ngoạn cảnh sắc giang sơn rộng lớn của mình và thỏa mãn khát vọng thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên mỗi lần đi tuần du, Tần Thủy Hoàng đều bị kẻ địch mưu sát. Tuy bản tính thông minh, hào khí ngút trời, nhưng Tần Thủy Hoàng u mê tìm phương thuốc trường sinh bất lão. Nhiều lần ông đã bị bọn lừa phỉnh lừa gạt và trở thành trò đùa trong thiên hạ. Năm Thủy Hoàng thứ 37, Tần Thủy Hoàng ngã bệnh và qua đời khi đang đi tuần du. Do ông mất ở xa, lo lắng cái chết của ông có thể kích hoạt một cuộc nổi dậy lớn trong toàn đế chế, nên thừa tướng Lý Tư đã ra lệnh không phát tang, chở quan tài trong một cỗ xe mát, cho một hoạn quan được vua yêu ngồi trong xe, đến đâu thì dâng thức ăn, trăm quan vẫn tâu việc như thường. Từ nơi Tần Thủy Hoàng qua đời về đến kinh thành mất tới 2 tháng đi bộ. Có những lúc trời nắng nóng, chiếc xe phát ra mùi thối, đoàn tùy tùng phải sai các quan đi theo chở trên xe một thạch cá muối để đánh lẫn mùi thối. Sau khi ngã bệnh, Tần Thủy Hoàng biết mình không qua khỏi nên đã viết một thánh chỉ, lệnh cho hoạn quan thân cận là Triệu Cao nhanh chóng gửi cho người con trai trưởng đang ở biên cương là Phù Tô trở về Hàm Dương chủ trì tang sự, tức là chuẩn bị kế vị ngôi báu. Tuy nhiên do Triệu Cao có âm mưu phản nghịch từ sớm, nên sau khi đưa thi hài của Tần Thủy Hoàng về kinh thành, Triệu Cao đã bắt tay với Lý Tư đưa Hồ Hợi, năm đó 21 tuổi, người con thứ 18 trong số 20 người con trai của Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Sau khi Hồ Hợi đăng cơ, con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng là Phù Tô đã tự sát. Tất cả các con cái của Tần Thủy Hoàng, bao gồm cả trai lẫn gái, đều bị Hồ Hợi giết sạch. Bên cạnh đó, Hồ Hợi bị Triệu Cao thao túng, thực hiện nhiều chính sách hà khắc khiến dân chúng phẫn nộ, mở ra nhiều cuộc khởi nghĩa. Năm 207 trước Công Nguyên, tức 3 năm sau khi đăng ngôi Hoàng đế, Triệu Cao bức tử Hồ Hợi và nhà Tần chỉ tồn tại thêm 46 ngày nữa. Trong thời cận đại, những đánh giá lịch sử về hoàng đế đầu tiên là Tần Thủy Hoàng khác với sử học truyền thống Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện. Các đánh giá này lại được thúc đẩy bởi việc Trung Quốc bị phương Tây liên tục ức hiếp trong nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khiến chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc ngày càng tăng lên và nhiều người Trung Quốc mong muốn đất nước có một vị vua mạnh mẽ với quân đội hùng mạnh như thời của Tần Thủy Hoàng. Ông chỉ xưng đế sau khi thống nhất hơn 10 năm mà làm cho Trung Hoa thống nhất về mọi mặt, mở mang thêm bờ cõi, trở thành một đế quốc lớn thời cổ đại. Trung Quốc được định hình kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ và tiếp tục bành trướng trong các thời đại tiếp theo. Tần Thủy Hoàng muốn các con cháu sẽ đời đời truyền ngôi cai trị thiên hạ, nhưng sau hơn một thập niên thì vương triều bị mất trong tay của Tần Nhị Thế. Dù vậy, ông cũng đã chú ý cấu tạo một đế chế và một bộ máy quốc gia hoàn chỉnh, khai sáng cơ nghiệp cho đế quốc Trung Hoa kéo dài hơn 2.000 năm. Và từ góc độ này mà nói thì ý nghĩa của mãi mãi mà Tần Thủy Hoàng tạo ra không phải là thất bại.